Rồi, chào cả nhà, qua đây kênh Quỳnh Quy Bến Tre nha. Hôm nay mình sẽ nấu một cái món là cháo cá nha cả nhà. Đây là cá lóc ha, hành nè, đây là cháo cá của mình nè. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Cháo cá rau đắng nha cả nhà. Đây, rau đắng nè. Rau đắng này là rau đắng tự nhiên luôn á, nó nhỏ thì ăn rất là ngon. Ai thích mà ăn đắng được á, ăn rau này rất là ngon nha. Ê, mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Đây có món cháo cá lóc đồng rau đắng cả nhà ơi. Bên đây thì cá kho. Cháo cá lóc đồng. Món này cũng là đặc sản ở miền Tây nha cả nhà. Thường là trời nắng người ta hay ăn cái món này để mát cả nhà. Trời đang nắng lắm. Để cho Nguyễn ngồi cái đó đi nha. Lại sao nó lại đóng như thế? Rồi con không ăn cá gì hết cả. Dạ con ăn được. Ôi mà tao nhận cháo với mình á. Ăn cái nóng của con đâu rồi. Sáng có không có gì ăn cái nóng đó. Con ngồi con ngồi đi nha. Để ngồi mẹ ơi. Mẹ ăn mẹ lấy cất con chiều nay mình đánh trận cuối cùng nha. Chơi chơi giống như bà Năm nói vậy, chơi chơi. Con là con chuyện này đi xong hết rồi đó, con chờ chiều nay. Chơi chơi giống bà Năm nói vậy đó. Này vui rồi đem để bển nha nè, vui vậy đó. Ngon lắm. Anh để tương chứ, tương mình ăn mình bỏ được ngon. Cá mình đang cá này có để mẹ em nấu em. Cái ai nấu? Cái đùi sao nó nằm trong này vậy ta? Ngon không? Quá ngon luôn. Mẹ em nấu rồi. Qua đồ đạc thì đã rồi, em quay lại nấu em nấu mẹ em. Chết em luôn. Em với mẹ nấu à? Có xương đúng không? Có xương có nấu không? Cô hai ăn hết, có nữa là cô để luôn. Cá này nó đặc, tốt. Ê, cái này ngon lắm nè, mà Quy. Cái đầu cá này phải chéo một chét á. Cái gì vậy?
đây cái gì cá nó khác mưng mà cái đây mình bỏ từ đây dĩa đây. Cái này là chùm tiêu không chị? Tiêu xanh á. Ở nhà có trồng không? Có, trong chợ ông trồng. Hút chút xíu. Ở đây là mình trồng được tiêu. Cũng trồng được hết nhưng mà không có. Cũng chanh ngon ngon. Đất đỏ, hình như đất đỏ phải không? Dạ, ở miền Đà Lạt, trong đồng rồi đó. Ngoài hàng hải vô nha. Dạ em lặn vô ấy dưới bấm có em lúc nào đặt tao cũng đạn nhà cũng tẩm lắm mấy người ăn chua mình biến cô mình biến cho ăn chua như hết lên đó gì hả cô chiều làm mấy giờ con năm qua quá mừng quá quý vị ơi cô Tư nhớ muốn ra bữa nay cô Tư để cậu ấm của cô Tư về ốt cô Năm về rồi á em về rồi không học giờ thôi về tới Sài Gòn à. Bữa nay là lo làm đồ ăn mà còn ảnh về chiều còn ấm chở mẹ qua giờ ăn lo đám gì đúng không đó rồi còn gì hôm qua nó làm ăn về bữa nay sương lắm hết nha. Cái ốc chương gì? Cái ốc chương gì lắm á. Này ngạc bụng hả? Nó dướng vô lưỡi á, lấy tay lấy ra đi, đừng có lừa lừa lừa, cái ngợi nó vô rút thằng cổ á. Là nó đi, em đi xa quá. Dạ con rồi kì nó ăn cái gì đó, nó bị xương mất xương á. Đi hai cái diễn nghe nhưng cháu đi hai cái diễn gấp là được không cũng như hai cái diễn thì hai cháu mới gấp là được á gấp là được không làm chắc ngang cái cũng hỏng thì con đi cấp cứu á chở người đi cấp cứu á cái cô kia mất xương già các bạn ơi ờ nắng có chút yếu à không biết sao mà mất được xương già bự mà mất được lấy ra được không nhưng mà nó nắng vậy vô bác sĩ đi gấp khó chịu chết luôn chứ là bữa cái cô cấp cứu đi cấp cứu cô mắc xương già rồi ăn chát ăn lại ăn tô như vậy ăn mũi ngon chứ không có chuẩn bị lắm no để chuyện nay nhậu quá không có xỉn tụi con á trước khi muốn nhậu á đừng có xỉn á ăn một chén cơm nó no rồi không bao giờ xỉn mà để bụng đói mà đi tiệc vô là mình bị gục ngã. Gà hai ba cái đá mít nâu á, thường hơi nâu nâu nhai cái nướng á, nhậu luôn, nhậu tỉnh luôn á. Mình phải để bụng no mình nhậu á, mình không có xỉn, mình vô á mà mình cũng đói mình vô là đá mình một hai ly là mình bắt còn cao liền. Mời khán giả cơm mình đưa xuống tre. Mình ăn mà hai cổ mất. Nè nè nè, cho nè. Bà chiều quá mà ăn 2-3 giờ là quá sớm. Nói chung là bà đói như nào, bà ăn gì đó mà. Ông giúp ông đợi chờ đó, ông quạo đó. Cháu gửi cho ông nè. Nè. Gửi cho ông đi. Gửi cho ông đi.
Nhưng mà nó giàu trong cơ thể mình nó đang quá đủ rồi, giờ nó thiếu gì nữa. Ngắm nổi nữa. Tăng lửa lên, cái cho nó sôi tới mình thả xuống rồi. Ủa mà người này có ăn cá lóc không? Hai lần bên kia rồi. Hai lần bên kia hả? Cây cái xài hả? Cái xoài. Cái cháo nó tương hợp là nó ngon. Là bữa đi Sài Gòn về đó. Cái cô Vũ, cô Tư đó, cô Tư Lan không đi. Cô Tư bị mới cắt mắt về mà cô đi. Cái cô Úc Vũ, cô Năm. Cô Úc Vũ, cô Sáu. Cô Hai. Ủa dừng lại. Dứt. Dứt. Mình không thấy bụi nhỏ này này. Tại vì ở Mỹ Tho à. Quá xa. Con đi xa quá. Bên đó là này, cá lóc nướng này, cháo cá lóc này. Cá lóc này là gì? Cá lóc. Đó ngọt xíu. Cái nào quay đi. Cá ngọt cuốn ngon lắm mẹ. Ừ. Con thích ăn ngọt cuốn ngon. Cá ngọt cuốn ngon. Giá là mẹ. Không, dạ, rau đắng đi. Rau đắng ngọt sau hè. Nó mất hết. Nó mất tí hầu nha. Cô Tư không thích hành lắm, bà mẹ thì thích. Bỏ hành nó mới chém rồi nó mất. Dạ không, để lên nó mới đặt. Cái này là hồi nãy cô Tư vừa đứng lên con nắm hụt lắm, hành con bỏ vô chắc rồi. Con thấy cô Tư là con đảo là nó còn hành với... Hả? Tạo không, đạo nào? Đạo Phật nó đúng là đâu cho ăn hành với tỏi. Nó không ăn gia đình được. Cái sự tích mình thương sao á là cô Út đi đó, đi đâu đâu có biết à, vô sâu vậy cô Út nghĩa là tu cái tâm mình thôi. Nó hồi mấy nồi không hả?